hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy. Đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào bác với các kia xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đua Road mang thương hiệu đến từ Mỹ, Cherokee. Thì như bác biết thì những mẫu Cherokee rất hiếm về bên em, thì nay em về một chiếc Cherokee full carbon với cấu hình rất là khủng, đồ full group 1.5 carbon với tông màu đỏ đen rất là nổi bật trên khung xe. Và bây giờ xin đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, trên khung quỳnh các bác, đây là mẫu dòng Cherokee Road đua model cao cấp của bên em mới về full carbon. Thì rất nhiều các bác đã hỏi em về những dòng xe thương hiệu Mỹ, thì trong đó có thương hiệu Czech và Cherokee. Thì đây là mẫu dòng Cherokee full carbon bên em mới về, với những cái đường nét trên khung rất là nhỏ, thon và gọn. Xe đánh giá rất là nhẹ bác nhá. Tổng thể xe đánh giá là 85-90% xe, dành cho những bác yêu thích những cái màu tông màu tối, màu đen và những đường chỉ đỏ trên khung xe. Trên khung xe thể hiện rõ cái model của xe của bên Cherokee KS Pro, tức là xe Cherokee dành cho những vận động viên chuyên nghiệp. Có những cái logo tem dán luôn trên khung xe, bác nhìn rõ đây. Pro là chuyên nghiệp bác nhé. Khung xe ghi luôn là full carbon đây. Xe sử dụng với bộ rơm sườn cao cấp. Tuy có một vài vết xước nhỏ trên khung xe nhưng mà tổng thể xe rất là đẹp bác nhé. Vì là xe qua cái trình sử dụng nó không thể tránh khỏi. Dành cho những bác nào yêu thích những thương hiệu Mỹ của dòng là Cherokee KS Pro, mẫu xe dành cho những vận động viên chuyên nghiệp. Cổ Ford chính hãng của Chopic, thương hiệu Pháp. Ghi đông xe Personline cũng có đến từ thương hiệu Mỹ. Tay cuốn đỏ đi cùng với tông màu của xe, màu đỏ đen. Và xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano 1.5. Và cao cấp gần như là trùm cuối của dòng xe Road rồi. Trên Aceda. Trên Tegra và Soda, Gradit. Bên tay phải em được trang bị với bộ tay lắc hai tầng đĩa chính hãng của Shimano 1.5. Đằng trước xe sử dụng với bộ phanh ba mảnh chính hãng của Shimano 1.5. Càng carbon chính hãng của Cherokee nguyên bản theo xe. Mayer chính hãng của Shimano. Mayer hiệu WPSR11. Vành cũng vành cặp nguyên bản theo xe, vành của Shimano RS11 nhôm 2 lớp, vành cao cấp chính hãng của xe. Sử dụng lốp Canda. Kích thước lốp 700x23C, vẫn được kích thước lốp cơ bản của những dòng xe đua. Gạt đĩa của Shimano 1.5. Đùi đĩa của 1.5 Shimano. Chính hãng của ấy ạ, 5.800 Japan, model 5.800 Japan luôn nhé, Japan luôn nhé. Đùi đĩa Shimano 1.5. Xe trang bị với full group chính hãng của 1.5 luôn. Cọc yên của GMTB đến từ thương hiệu Mỹ. Yên nguyên bản theo xe. Đằng sau xe cũng sử dụng với bộ phanh ba mảnh chính hãng của Shimano 1.5. Củ đề sau là củ đề của chính hãng Shimano 1.5. Xe trang bị với 11 tầng lip. Cam lái hẹ, cam dẹp chính hãng nguyên bản theo xe. Mayer sau là Mayer cạp vành cặp của Shimano PS11. Lốp Canda 700x23C. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 50. Thích hợp các bác là 1m6 đến trên 1m7.
Bây giờ xin vào lại chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị với full group chính hãng của Shimano 1.5, 11 tầng lip lên lip. Cúng lip. Vâng, rất là trơn tru mượt mà các bác nhá. Xe là xe đến từ thương hiệu Mỹ của dòng Cherokee. Full carbon. Bên phải em trang bị đùi đĩa 1.5 Japan, gạt đĩa cũng khoảng 1.5 lên đĩa. Rất trơn tru mượt mà. Bây giờ dòng model Cherokee full carbon KS Pro. Bên em mới về với tông màu đen đỏ, rất là sport thể thao. Và vừa lại em đánh giá tổng thể xong chiếc xe Cherokee thương hiệu Mỹ model KS Pro full carbon group rất là khủng đó nhá. Group full Shimano 1.5. Và xe giá rất tốt bên em là 15.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.